Quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Thưa quý vị, đất đỏ tuy không phải là vùng chuyên trồng hoa Tết, nhưng nghề trồng hoa của người dân địa phương trong những năm gần đây mang lại thu nhập cao cho nhiều nông hộ. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại hoa mà người trồng lựa chọn thời điểm gieo trồng thích hợp, bước vào mùa hoa Tết năm nay, các nhà vườn trong huyện chủ yếu trồng vạn thọ, cúc mâm xôi và phong lan để góp thêm sắc xuân, hương Tết cho mọi nhà. Mùa hoa Tết ở huyện Đất Đỏ là ghi nhận sẽ được chuyển đến quý vị trong chương trình Địa phương trên đường phát triển hôm nay. Hoa không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài việc trang trí làm đẹp, hoa còn có ý nghĩa mà gia chủ muốn gửi gắm hy vọng những điều tốt đẹp trong năm mới, đáp ứng nhu cầu chưng hoa Tết. Hiện nay, tại các vùng trồng hoa trọng điểm trên địa bàn huyện Đất Đỏ, người trồng hoa đang tất bật chăm sóc vườn hoa của mình để kịp góp mặt cho thị trường Tết. Tết ở miền quê không thể thiếu hoa vạn thọ. Ngày trước, thị trường hoa Tết còn chưa phong phú, vạn thọ càng độc chiếm mọi không gian Tết. Nay, dù sắc xuân rực rỡ muôn màu, thì vạn thọ vẫn không thể thiếu. Vì sắc vàng rực rỡ, vì hoa đẹp từ búp đến cánh, còn vì ý nghĩa rất riêng của hoa trong đời sống tinh thần lẫn tâm linh của người Việt. Ý nghĩa của lời cầu chúc mong ước được vạn thọ trường cửu, mong ước lớn nhất của mỗi người, mỗi nhà. Đáp ứng nhu cầu chưng hoa vạn thọ ngày Tết, các nhà vườn trồng hoa ở Đất Đỏ đang tập trung chăm sóc vườn hoa của mình thật cẩn trọng, chu đáo. Là vựa trồng hoa lớn nhất của huyện Đất Đỏ, năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Phước Trung ở xã Phước Long Thọ có gần 20 hộ trồng hoa với diện tích trên 6 hecta, tăng 1 hecta so với năm ngoái. Mỗi mùa hoa Tết, Hợp tác xã không chỉ cung cấp hoa tươi cho người dân địa phương mà còn vươn đến thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận hàng triệu chậu vạn thọ, cúc vàng. 2 năm trở lại đây, tất cả xã viên hợp tác xã đều tập trung chăm chút cho vụ hoa Tết. Hầu hết hoa Tết đều nhập giống từ Đà Lạt, rồi gieo ươm từ tháng 8, tháng 9 âm lịch. Để có hoa Tết đúng vụ, ngoài việc phải xuống giống đúng thời vụ, nhà vườn còn phải chăm sóc kỹ lưỡng từ làm đất, bón phân, tưới nước đến tỉa nhánh. Tỉ mỉ từng công đoạn, mỗi loại hoa lại có cách chăm sóc khác nhau. Đó còn chưa kể phải ứng phó với thời tiết thất thường. Và thực tế, năm nay, thời tiết bất lợi cho người trồng hoa. Nhưng nhờ dày công chăm sóc, nên các vườn hoa đều sinh trưởng phát triển tốt. Về giá cả, dự kiến hoa Tết năm nay tăng 10-20% do chi phí đầu tư ban đầu tăng hơn năm ngoái. Cái năm nay thì bà con nói chung trong hợp tác xã, hội viên thì năm nay thì tập trung vào các loại hoa chủ lực của cái địa phương mình. Ví dụ như là cúc đó, rồi cắt tường. Thì các những hoa mà thọ đồ là những cái truyền thống của mình làm hồi xưa thì người ta làm thì người ta cũng đang tạo một số cái hoa mới. Thì năm nay so với cái giống mà chủ lực là chủ yếu là cúc và dạng thọ. Thì tôi cũng mong rằng là cái trong xã viên mình thì trong hợp xã của tôi mong là cái thời tiết ổn định và giá cả thị trường thì tôi mong trong cái mùa này là nó sẽ ổn định thì giá cả cho bà con anh em thì sẽ thu nhập tốt hơn trong cái vụ hoa Tết năm nay. Tổ phụ nữ trồng hoa kiển ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ dự kiến năm nay sẽ cung ứng cho thị trường khoảng 1 triệu chậu hoa, chủ yếu là vạn thọ và cúc. Thời điểm này, người trồng hoa đã bắt đầu chọn nụ, tỉa bớt những nụ xấu mà tập trung chăm sóc những búp nụ cho hoa hoàn hảo nhất. Đây là công đoạn quan trọng để nhà vườn có được chậu hoa đẹp, bắt mắt khách hàng. Mùa hoa Tết được chị em trong tổ phụ nữ trồng hoa kiển Láng Dài chuẩn bị từ tháng 6 âm lịch, vừa đúc chậu, làm đất, trộn phân, vừa xuống giống hoa.
Năm nay, giá cả vật tư, công chăm sóc tăng từ 10 đến 15% so với mọi năm. Giá hoa cũng dự báo cao hơn mọi năm. Thêm nữa, vụ hoa Tết năm nay rơi vào cảnh thời tiết bất lợi, ai nấy đều lo lắng, càng nỗ lực chăm chút cho hoa nhiều hơn. Hiện việc kết nụ đã ổn định, hoa ít bị tác động với thời tiết. Như năm nay giờ phút này là thấy bông là trưởng thành hết rồi, là bông là thấy là cũng đẹp lắm. Mà năm nay thì cũng bà con cũng trông mong là từ đây tới Tết là đừng có mưa bão nữa, là cây bông mình phát triển tốt rồi. À, cuối năm thì mình bán là cây bông nó đẹp hơn. Vừa qua mình là năm nay cũng đạt tiêu chuẩn cũng được, mà điều có một cái là mình mong muốn là sao mà mình bán cho nó suôn sẻ. Trong số những sắc hoa Tết tại Đất Đỏ, hoa lan đang chiếm ưu thế bởi nhu cầu chân hoa lan ngày càng nhiều và không chỉ vào dịp Tết. Đẹp, sang trọng, có ý nghĩa an lành, nên vào dịp Tết lan được săn lùng. Hoa lan Đất Đỏ có nhiều chủng loại và màu sắc. Thời điểm này, các vườn lan Đất Đỏ tất bật khẩn trương hơn. Nhiều vườn lan được thương lái tìm đến tận vườn đặt hàng. Vụ hoa Tết Kỷ Hợi, vườn lan Minh Ngân ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ chuẩn bị khoảng 5.000 giỏ lan và chủ yếu là giống lan Dendro, Mucara, Hồ Điệp. Giá mỗi giỏ lan dao động từ 30 đến hơn 500.000 đồng. Cho chi phí đầu tư cho cây lan không tăng nhiều so với mọi năm, nên giá lan vào dịp Tết năm nay cũng tăng không đáng kể, khoảng 3% so với cùng kỳ. Dự trù cái mức tiêu thụ trong Tết năm nay thì nó tầm, mình đã có chuẩn bị nhập về khoảng 5.000 lan, trong đó thì có nhiều cái loại khác nhau, chủ yếu là hồ điệp để phục vụ cho Tết. À, trong mùa năm thì chủ yếu là dân làm vườn hoa thì chủ yếu là kỳ vọng vào cái mùa Tết, có nghĩa là kỳ vọng vào cái sức tiêu thụ mỗi ngày nó một tăng lên, cũng như cái giá đầu vào thì nó ổn định hơn và cái giá cái lượng đầu ra thì nó tăng lên, thì đó là kỳ vọng của tất cả các anh em làm vườn. Thưa quý vị, nhiều gia đình ngày càng có nhu cầu chân hoa vào dịp Tết và ai cũng mong muốn chọn được chậu hoa trồng ngay tại địa phương vì chủng loại phong phú, sắc và dáng đều đẹp. Hơn nữa, hoa được trồng ngay tại địa phương đã quen với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng nên đem về nhà trưng sẽ lâu tàn. Những yếu tố này dự báo sẽ là một mùa vụ bội thu đối với các nhà vườn trồng hoa trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, toàn huyện Đất Đỏ có khoảng 200 hộ trồng hoa Tết với diện tích hơn 50 hectare. Ngoài các tổ hợp tác xã chuyên canh hoa, còn lại là các hộ trồng hoa nhỏ lẻ theo phương thức canh tác truyền thống. Giống hoa được trồng chủ yếu là vạn thọ, cúc đại đoá, huệ, lai ơn, hoa hồng, y, cát tường. Hoa Tết Đất Đỏ tiêu thụ trong tỉnh khoảng 50%, 50% còn lại chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận. Những năm gần đây, diện tích trồng hoa trên địa bàn huyện Đất Đỏ không ngừng mở rộng do người dân nhận thấy có thể thu lợi từ trồng hoa, tạo điều kiện cho người dân đầu tư vào hoa, ổn định kinh tế hộ. Ngành nông nghiệp thường xuyên mở các lớp chuyển giao kỹ thuật, quy trình trồng hoa theo khoa học kỹ thuật tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, các hộ còn được hỗ trợ về vốn, giống và tạo điều kiện tham quan các mô hình trồng hoa hiệu quả. Triển thêm diện tích trồng hoa, nhất là tại những địa bàn thuần nông ở huyện Đất Đỏ, không chỉ giúp cho người dân địa phương nâng cao thu nhập mà còn tăng thêm nhiều chủng loại hoa cho thị trường Bà Rịa Vũng Tàu, phải không thưa quý vị? Và thời điểm này, người trồng hoa Tết ở huyện Đất Đỏ đang tích cực chăm sóc cho hoa nở đúng Tết với kỳ vọng vụ hoa lớn nhất trong năm sẽ trúng mùa được giá, cũng là góp thêm hương sắc quê nhà vào sắc xuân chung. Đến lúc chương trình phải nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Địa phương trên đường phát triển vào chiều mai tại thành phố Vũng Tàu vào lúc 17:50.